Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh DVD. Hôm nay mình có những cái máy iPhone 6S Plus bị vô nước mất nguồn các bạn. Nhìn vô nước nhiều cái bo chạm. Giờ mình làm và quay cho các bạn cùng xem luôn. Mình sẽ cấp nguồn cho nó nha. Rồi cái bo bị chạm các bạn. Để mình điều chỉnh cái bộ nguồn vô cho nó phù hợp với cái dòng của nó. Mình điều chỉnh từ từ lên các bạn ha, để mình coi nóng ở đâu nha. Rồi mình thấy ấm cái đoạn này các bạn. Thấy ấm trên khúc phía trên đây. Ấm phần này các bạn. Ấm trên này ha. Rồi giờ mình sẽ gỡ cái siêu ra trước đi, để mình coi cái thử trong này có chạm gì không. Rồi xì khói đó các bạn, nó bị chạm cái này rồi. Rồi trước mắt chắc mình sẽ vệ sinh thật sạch cho nó nha các bạn, chứ nó bị bóng ten nhiều. Mình thấy ấm phần bên này nữa. Rồi mình sẽ lấy xăng thơm mình đánh vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục coi nó còn chạm hay không. Các bạn lấy xăng thơm nha, các bạn chà cho thật sạch cái bo lại, chỗ mấy cái chỗ mà chạm nó sẽ bị nó sẽ sạch sẽ các bạn. Máy vô nước này các bạn lấy ra quan sát nó vùng nào bị dỡ ra, mình coi cái vùng nào bị nhé các bạn. Rồi mình sẽ dùng bằng chải nhúng xăng thơm mình vệ sinh sạch sẽ cái vùng đó. Rồi tiếp tục mình sẽ kẹp nguồn lại nhé các bạn, cấp nguồn cho nó là mình coi thử có còn chạm không nha. Mình vẫn thấy nóng nóng phần trên này các bạn, chỗ này thì mát rồi, còn phần trên này hơi nóng nóng nhé các bạn, không ấm. Giờ mình sẽ lấy nhựa thông đi, mình cho vô đây, cho xông khói nhựa thông vô đây nha. Mình làm cho một lớp nhựa thông, cái khói nhựa thông trên này nó có màu trắng trắng trên này. Rồi mình sẽ cấp nguồn, khi nóng lên thì cái nhựa thông này nó bị tan chảy các bạn, nên nó sẽ
mình quan sát mình thấy cái chỗ nào, cái con nào nóng thì nó sẽ tăng chạy quanh cái vùng nhiệt thông các bạn. Mình sẽ ám một vùng nhiệt thông lên như vậy các bạn ha, cho nó một vùng nó lớn vậy luôn. Cái khói nhiệt thông nó bám trên các cái đầu tủ các bạn. Rồi để mình đưa vô kính hiển vi đi để các bạn coi quan sát cho nó dễ nha. Rồi mình ám một lớp nhiệt thông các bạn thấy không? Đó, khói nhiệt thông nó ám vô trên đó. Giờ mình sẽ cấp nguồn vô lấy con nào nóng á, là cái chỗ nhiệt thông nó sẽ bị tan chảy ra các bạn ha. Các bạn nhìn kỹ này. Rồi đó thấy không? Các bạn thấy không? Đó, cái vòng này nó tan chảy nhiệt thông ra nè. Ngay cái vùng đó có một cái con trợ các bạn bị chầm chập mạch á, nên nó cái ngăn cái dòng làm cho nóng ở đó các bạn. Đó, con này mình thấy con này nó bị chập mạch các bạn ha, nó làm nóng vùng nhiệt thông nó tan chảy ra. Giờ mình sẽ cào cái lớp, đây có cái lớp lớp keo các bạn, để mình gãy lớp keo này ra cho các bạn xem cái con trợ này nha. Cái này là một cái con tù lọc mát các bạn, tù lọc mát để ổn định cái để cấp vô cái dòng cái vô cái IC ổn áp của cấp nguồn cho camera. Rồi nó đây các bạn, đây là một con tù lọc mát các bạn ha. Rồi để mình cấp cái bộ nguồn vô lại để các bạn xem này. Đó các bạn thấy không, thấy nó nóng không? Đây ok, vậy mình sẽ cách ly nó ra các bạn ha. Rồi chính xác nó rồi. Rồi vậy là mình đã cách ly nó ra, để mình cấp bộ nguồn lại coi thử còn chạm không. Rồi ok, vậy là hết chạm rồi các bạn, dòng ok các ha. Rồi để mình vệ sinh nó và thử lại cho các bạn xem. Mình vệ sinh cái sạch sẽ cái nhựa thông hồi nãy mình làm cái khói nhựa thông lên các bạn. Rồi như vậy sạch sẽ các bạn, để mình đem ra và mình đo đạc cho các bạn xem nè. Chân V bắt trừ, chân V bắt cộng, ok các bạn ha. Rồi hết chạm các bạn thấy không, dòng đẹp. Mình sẽ ráp vô và thử máy.
Rồi, mình sẽ cấp nguồn qua cho nó các bạn. Rồi, mở nguồn lên luôn ha. Ok, lên các bạn. Máy bị vô nước nên màn hình nó bị nước không qua. Nước nó vô trong cái màn hình luôn. Máy cái này người ta vô nước lâu các bạn, vô ngâm lâu nhưng mà nước vô cả màn hình trong luôn. Cái này nhiều cái xài là hết, còn nhiều cái là nó có chớn các bạn ha. Rồi, máy lên được ok các bạn ha. Nhưng mà màn hình nó bị vô nước xấu quá. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây nhé các bạn. Các bạn nào thấy hay nhớ like cho mình và đăng ký kênh nha. Chúc các bạn một ngày thành công. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các video sau nha.